Chào tất cả các em, rất vui được gặp lại các em trong bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung thứ hai trong chương trình sinh học lớp 9, phần 2 sinh vật và môi trường. Thì trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn vấn đề cơ bản. Thứ nhất là khu vực của môi trường, thứ hai là hệ sinh thái, thứ ba là con người, dân số của môi trường, và thứ tư là bảo vệ môi trường. Thì trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề thứ nhất, chương 1 sinh vật và môi trường. Trong chương này sẽ có một số khái niệm sinh thái chúng ta cần phải ghi nhớ. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về môi trường và các nhân tố sinh thái. Vậy môi trường sống của sinh vật là gì? Chúng ta xét một ví dụ như sau. Ví dụ, cô lấy ví dụ về một con thỏ sống trong tự nhiên, thỏ rừng ấy. Thì chúng ta thấy là trong cuộc sống của con thỏ, hàng ngày trong hoạt động sống của nó thì chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố xung quanh nó. Ví dụ như là trong cái hoạt động sống trao đổi khí cho một chất ha, thì nó cần có khí oxy này để hô hấp này, rồi nó cần có thức ăn nước uống. Vậy thì rồi ánh sáng nhiệt độ ngày đêm ảnh hưởng đến hoạt động sống của thỏ, kiếm ăn rồi các hoạt động khác, rồi thậm chí giống như là địa hình, môi trường xung quanh. Và ví dụ như con thỏ thì ta biết là nó có cái tập tính gọi là đào hang, là ẩn nấp và chạy trốn rồi. Đấy, nó rất là nhát. Vậy thì nếu mà môi trường xung quanh của nó có nhiều bụi cây rậm rạp thì sẽ thuận lợi hơn cho việc chạy trốn kẻ thù của nó. Và nói tới đây thì ta cũng thấy là ngay cả yếu tố như các động vật ăn thịt khác đó, kẻ thù của nó cũng ảnh hưởng đến đe dọa những cái sự sống của thỏ. Thậm chí ngay như con người thợ săn đó, cái rừng cũng ảnh hưởng tới thỏ, đúng không? Rồi chúng ta cũng thấy là nếu mà nơi thỏ sinh sống mà có cái điều kiện khí hậu thời tiết mà thuận lợi, cây cối phát triển, nguồn thức ăn dồi dào, thì nó cũng là một trong những cái yếu tố tác động đến sinh trưởng của thỏ, giúp cho cái đời sống của thỏ nó thuận lợi hơn. Như vậy chúng ta thấy là tất cả những cái yếu tố, ví dụ như là không khí, ánh sáng, nhiệt độ, địa hình, lượng mưa, thức ăn vân vân, rồi các yếu tố ví dụ như động vật ăn thịt, cây xanh, vi sinh vật, con người, thỏ xanh, thì nó bao xung quanh sinh vật và tác động đến con thỏ này. Tất cả những cái đó người ta gọi là môi trường sống của thỏ. Vậy thì qua ví dụ này chúng ta rút ra được khái niệm môi trường sống của sinh vật là gì? Chúng ta có thể định nghĩa là môi trường sống là nơi sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng. Vậy thì có những loại môi trường sống nào? Chúng ta quan sát qua một cái bức hình sau đây. Bạn quan sát nhé, trong hình này có nhiều loại sinh vật khác nhau, ví dụ như là những cái cây, mối này, chim này, chuột túi này, cúc sen này, ếch này, nấm này, tôm, cá, vi khuẩn, động thực vật nổi, cây thủy sinh, bảo, rồi các sinh vật đất là ấu trùng, vân vân. Như vậy thì ta thử test xem xét một số cái sinh vật nó sống ở đâu ấy. Ví dụ như là con chuột túi này thì sống trên cạn này, đúng không? Rồi con chim cũng vậy, cái cây cũng thế. Thì những cái sinh vật này thì nó sống ở môi trường trên mặt đất, tiếp xúc với không khí, người ta gọi là môi trường mặt đất không khí, hay gọi là môi trường cạn. Như vậy là ta thấy được một cái môi trường sống thứ nhất, một loại môi trường sống thứ nhất. Rồi chúng ta còn thấy nữa nè, như cá thì nó sống ở đâu? Cá thì sống dưới nước, đúng không? Rồi dưới nước thì không chỉ có cá mà còn có các động vật khác, loại giáp xác, rồi cây thủy sinh, các loại vi khuẩn, tảo, rong rêu. Như vậy chúng ta có loại môi trường sống thứ hai, đó là môi trường nước. Rồi chúng ta thấy là ví dụ như con đun đất thì sống ở đâu? Trong đất, đúng không? Rồi ấu trùng của các loại sinh vật, các loại côn trùng, nó cũng sống ở trong đất. Như vậy mình có một cái môi trường thứ ba, đấy là môi trường đất, môi trường trong đất. Ngoài ra chúng ta có thể quan sát thấy cái cây mình không? Các bạn thấy là gì? Đấy, trên cây, cây là một cái sinh vật sống, đúng không? Thì trên cây nó có các loại sâu, côn trùng, rồi chim làm tổ, rồi thậm chí có những cái cây ký sinh khác, rồi có những cái động vật nhỏ sống ở đấy. Như vậy thì dựa vào khái niệm về môi trường sống, môi trường sống là nơi ở của sinh vật, thì cái cây này nó lại là nơi ở cho rất nhiều cái sinh vật khác. Như vậy bản thân cái cây này nó cũng là một loại môi trường sống. Vậy chúng ta có loại môi trường sống thứ tư, đó là môi trường sinh vật.
Như vậy thì chúng ta xem thêm một số ví dụ để rõ hơn về cái loại môi trường thứ tư này. Các bạn thấy ở hình thứ nhất, ở những cái vật nuôi là dễ gặp nhất, ví dụ như chó mèo ấy, trên người của nó chúng ta thấy có là ve, tép, rận hay bọ chét. Vậy thì những loài này nó sống ký sinh trên cái cơ thể của những con vật nuôi này. Vậy thì bản thân cái vật nuôi đó nó cũng là môi trường sống cho những cái con ký sinh này. Hoặc là chúng ta nhìn sang cái hình bên này, đây, nội soi ha, chúng ta thấy là bên không những bên ngoài mà ngay bên trong cơ thể của các loài động vật, thậm chí cả con người chúng ta nó cũng có những cái loại vi khuẩn rồi ký sinh trùng nó sinh sống, những cái loại giun. Như vậy thì bản thân mỗi cái loài động vật này, thậm chí là con người, nó cũng là môi trường sống cho các loài sinh vật khác. Chúng ta thấy ví dụ như cái cây hình bên này, hình bên trái của chúng ta, và trên những thân cây to, các bạn sẽ để ý, các bạn sẽ thấy là có những cái cây nhánh tầm gửi, nó sống được cái sinh ở trên đó. Chúng ta học ở sinh học 6 rồi ha, là cái bộ rễ của nó mà lúc mà mua khoáng là cây chủ, và cây tơ hồng cũng vậy. Vậy thì những cái cây to mà có cây tầm gửi và cây tơ hồng mà nó sống, người ta gọi là cây chủ, thì bản thân mỗi cây đó nó cũng là môi trường sống cho những cái cây khác ha. Như vậy chúng ta rõ hơn về cái môi trường sống thứ tư, đó là môi trường sống sinh vật chưa nào. Như vậy thì tóm lại, chúng ta nhớ cho cô ở phần này định nghĩa: môi trường sống là nơi ở của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao xung quanh chúng ha. Rồi thứ hai nữa là có bốn loại môi trường sống chủ yếu. Thứ nhất là môi trường mặt đất không khí, hay gọi là môi trường cạn. Thứ hai là môi trường nước. Thứ ba là môi trường trong đất. Và thứ tư là một loại môi trường rất đặc biệt, đó là môi trường sinh vật. Rồi, chúng ta sang cái nội dung thứ hai, đó là nhân tố sinh thái. Vậy thì nhân tố sinh thái là gì? Chúng ta quay lại cái ví dụ về con thỏ rừng. Như vậy, như chúng ta đã phân tích, chúng ta thấy là trong đời sống của thỏ có rất là nhiều yếu tố trong môi trường sống tác động đến thỏ. Thì những cái yếu tố này nó gọi là nhân tố sinh thái. Vậy thì tác động như thế nào? Các em thấy như thỏ cần phải hô hấp thì cần phải lấy khí oxy trong môi trường sống, đúng không? Rồi ánh sáng nhiệt độ ngày đêm nó cũng ảnh hưởng đến hoạt động của nó, kiếm ăn của nó. Rồi cái địa hình, cái môi trường của nó, nơi nó hoạt động, nó cũng ảnh hưởng đến cái sự sinh tồn của nó. Đấy. Rồi các loại động vật ăn thịt cũng vậy. Vậy thì những cái yếu tố này nó tác động trực tiếp đến con thỏ. Và ngoài ra các bạn thấy là khi mà cái điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi thì sẽ giúp cho những cái khối phát triển, thì nguồn thức ăn rồi nước uống nó sẽ của thỏ nó sẽ tốt hơn, đó, nó sẽ thuận lợi hơn chẳng hạn như vậy. Như vậy thì nó sẽ bên cạnh những yếu tố mà nó tác động trực tiếp thì cũng có những yếu tố tác động gián tiếp ha. Vậy thì tất cả những yếu tố này người ta gọi là nhân tố sinh thái. Vậy nhân tố sinh thái là gì? Chúng ta có thể khái niệm nó như sau: nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật, và những cái tác động này có thể trực tiếp hoặc là gián tiếp. Và chúng ta chú ý dùng cô một chút. Chúng ta thấy là trong những cái yếu tố này, các bạn chú ý đến những cái yếu tố màu xanh dùm cô: không khí, ánh sáng, nhiệt độ, địa hình, lượng mưa, thức ăn. Thực ra nó đây là những cái yếu tố tự nhiên trong môi trường, thì người ta xếp nó vào nhóm nhân tố sinh thái vô sinh. Còn những cái yếu tố còn lại như động vật này, cây xanh này, hay là thực vật ấy, vi sinh vật, con người, thì chúng ta thấy đây là những yếu tố đó mang cái đặc điểm của vật sống, có tính chất là sống, cho nên người ta gọi nó là nhóm nhân tố sinh thái tự sinh. Như vậy, nhân tố sinh thái có hai nhóm chính: nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh và nhóm nhân tố sinh thái vô sinh. Tuy nhiên, trong nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh, các bạn thấy là bao gồm các sinh vật, động vật, thực vật, vi sinh vật và cả con người. Vậy thì người ta sẽ chia nó ra làm hai nhóm nhỏ, đó là nhóm nhân tố sinh thái con người và nhóm nhân tố các sinh vật khác. Tại sao con người lại được xếp riêng vào một nhóm nhân tố sinh thái? Vậy thì chúng ta quan sát một số cái hình ảnh sau đây. Con người trong lịch sử phát triển, trong các hoạt động sống hàng ngày, đã có những cái tác động với các mức độ khác nhau của môi trường tự nhiên. Các bạn thấy ở hình thứ nhất là người ta đang cưa cây, đúng không? Hay là mình có thể liên tưởng đến việc là người ta đang chặt phá rừng. Rồi ở hình thứ hai này, các bạn thấy là đây là rác thải bừa bãi luôn. Rồi chúng ta nhìn cái chùm hình ảnh bên tay phải này, các bạn sẽ thấy là trong các hoạt động sống hàng ngày của con người, kể cả giao thông, vận tải, hoạt động sản xuất, đấy, hoạt động sinh hoạt hàng ngày, thì
con người đã xả thải ra môi trường rất là nhiều cái loại các chất độc hại, khí thải, chất thải, ha, rác thải gây ô nhiễm môi trường. Như vậy thì chụp hình ảnh này cho chúng ta liên tưởng đến cái tác động về mặt nào của con người đối với môi trường tự nhiên, đó là những cái tác động tiêu cực, đúng không? Tuy nhiên có phải lúc nào con người mình cũng tác động tiêu cực vào môi trường không? Các bạn nhìn cái hình ảnh này các bạn sẽ thấy là gì? Bên cạnh những cái tác động có hại gây hại cho môi trường tự nhiên thì con người trong quá trình phát triển cũng đã nỗ lực hết sức để cải tạo môi trường tự nhiên đó, để khắc phục những cái hậu quả mình đã gây ra. Các bạn thấy là người ta đã trồng cây gây rừng này, đấy, phủ xanh đất chống đồi trọc này, cải tạo hệ sinh thái, thậm chí là bằng với cái trí thông minh óc sáng tạo của con người thì người ta còn nghĩ ra những cái biện pháp thực hiện cái hành động, cái việc làm mà tác động vào tự nhiên để cải tạo cái môi trường tự nhiên theo cái hướng là có lợi phục vụ cho con người. Ví dụ như các bạn nhìn thấy hình ở đây bên dưới này, người ta làm sao đây, ngăn sông đắp đập làm thủy lợi ha. Rồi người ta còn làm thủy điện ở đây, ví dụ như chúng ở địa phương chúng ta là người ta ngăn sông Đồng Nai để xây đập thủy điện Trị An ấy, đúng không, rất nổi tiếng ha. Đó, như vậy tất cả những hành động này ấy, nhằm cải tạo môi trường phục vụ cho nhu cầu của con người. Như vậy chúng ta thấy là bằng với tư duy và sức lao động thì con người đã tác động và cải tạo tự nhiên để phục vụ cho nhu cầu của mình. Do vậy người ta mới xếp con người vào nhóm nhân tố sinh thái rất là đặc biệt, riêng so với các sinh vật khác. Như vậy phần này thì các bạn nhớ dùng cô cái khái niệm nhân tố sinh thái. Nhân tố sinh thái là những yếu tố trong môi trường có tác động đến sinh vật, và nó gồm hai nhóm chính, đó là nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh. Trong nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh thì bao gồm có con người và các sinh vật khác. Vậy thì các nhân tố sinh thái nó ổn định không hay là nó sẽ có sự thay đổi, thay đổi như thế nào? Các bạn quan sát hình ở hai những cái hình này, cái chùm hình này là các bạn đã gặp rồi ở trong môn địa lý, cho nên là cô sẽ không phân tích sâu cái phần này. Ở đây cô lấy ví dụ về cái ảnh hưởng của nhân tố sinh thái là ánh sáng. Thì các bạn thấy là trong một ngày từ sáng tới tối thì ánh sáng mặt trời nó chiếu trên mặt đất nó sẽ có sự thay đổi, tăng dần từ sáng tới trưa và sau đó giảm dần từ chiều tới tối, tương ứng với nhiệt độ cũng vậy ha. Đấy, như vậy là nó sẽ thay đổi trong một ngày. Thế còn trong năm thì sao? Vậy thì độ dài ngày nó cũng thay đổi theo mùa. Các bạn hay nghe là chúng ta có câu là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Như vậy độ dài ngày ở mùa hè nó sẽ dài hơn vào mùa đông. Như vậy là cái yếu tố ánh sáng, nhiệt độ này nó cũng thay đổi, không những trong ngày còn theo mùa, theo năm. Và nhiệt độ cũng thế. Vào mùa hè thì trời nắng bức, nhiệt độ không khí cao, đúng không? Rồi vào mùa thu thì nó mát mẻ hơn. Và mùa đông thì nhiệt độ không khí là nó thấp xuống, mùa lạnh lẽo. Mùa xuân thì ấm áp. Như vậy thì chúng ta thấy là các nhân tố sinh thái nó cũng sẽ có sự thay đổi, sẽ tác động khác nhau lên sinh vật theo thời gian, theo ngày, theo mùa trong năm. Và các nhân tố sinh thái khác nhau thì sẽ tác động khác nhau đến các sinh vật khác nhau. Vậy thì người ta sẽ ứng dụng cái này để làm gì? Người ta sẽ vận dụng nó vào trong việc chăn nuôi trồng trọt, trong sản xuất. Các bạn hay nghe là mùa nào thích nấy thì cứ nấy thôi. Đó có nghĩa là ví dụ như là vào người ta sẽ chủ động lựa chọn là chọn những loại cây trồng nào để trồng trọt canh tác vào trong mùa hè, mùa thu, và nuôi những con vật nào vào mùa nào đấy. Đấy, ví dụ như vậy ha. Đó, là mình đã ứng dụng cái này rất là tốt. Các bạn nghiên cứu cho cô ví dụ viết vào vở ha, một bạn cô nhé. À, cô lấy thêm một cái ví dụ nữa, ví dụ như là người ta ứng dụng để trồng sen canh. Những cái loại cây mọc ra sen, những loại cây mà có thời gian chậm, những cái cây thời gian mọc nhanh, cái này các bạn học công nghệ. Và những cây mà để cho người ta làm sao tận dụng được nguồn lợi đất đai, phân bón, chất dinh dưỡng, đúng không, rồi tăng năng suất trồng trọt đấy. Những cái cây mà lớn nhanh thì nó tận dụng được ánh sáng rồi người ta sẽ thu hoạch trước, còn những cây mà lớn chậm thì thu hoạch lâu dài đó, như vậy. Rồi người ta tăng vụ, vụ lúa ha,
thay vì 2 vụ người ta tăng lên 3 vụ hè thu đông xuân ha. Về cái khái niệm cuối cùng mà chúng ta cần phải tìm hiểu đó là khái niệm về giới hạn sinh thái. Vậy giới hạn sinh thái là gì? Để cho dễ hiểu thì các bạn quan sát cái hình 41.1 trong sách giáo khoa hay hình lên sơ đồ giới hạn nhiệt độ cá rô phi ở Việt Nam. Cái đồ thị này bao gồm có trục tung là mức độ sinh trưởng, trục hoành là cái nhiệt độ, và cái đường màu hồng đây, cái đường cong đồ thị đây chính là cái đồ thị về mức độ sinh trưởng của cá rô phi đối với nhiệt độ. Các bạn thấy ở trên đây, trên cái sơ đồ này nó có hai cái mức nhiệt độ là 5 độ C và 42 độ C. Như vậy thì đây là gì? Có nghĩa là con cá rô phi này, các bạn nhìn thấy cái điểm đồ thị của nó bắt đầu từ 5 độ C và kết thúc ở 42 độ C. Có nghĩa là con cá rô phi này chỉ chịu đựng được tác động của nhiệt độ trong cái khoảng nhiệt độ này thôi, và người ta gọi đây là giới hạn chịu đựng. Hay nói cách khác đơn giản là nó sống được từ 5 đến 42 độ C. Và đồ thị này nó có sẽ, nó đồ thị mà, đấy, nó sẽ có những cái điểm là cao lên. Đó. Vậy thì cái khoảng mà cao đây, cái khoảng mà cao này có nghĩa là nơi đây là cái mức sinh trưởng của cá rô phi là rất tốt. À, người ta gọi cái khoảng này gọi là khoảng thuận lợi. À, vậy thì tại điểm 5 độ C và 42 độ C này thì dưới 5 độ C con cá nó sẽ chết, người ta gọi là dưới 5 độ C là giới hạn dưới. Trên 42 độ C con cá nó chết, người ta gọi 42 độ C là giới hạn trên. Và tại hai cái điểm 5 và 42 độ C này người ta gọi là điểm gây chết. À, và đây là cái khoảng thuận lợi mà Google mới giới thiệu với các bạn. Thì các bạn thấy là trong đây cái đỉnh của đồ thị ấy, là nó tương ứng với đỉnh 30 độ C. Tức là tại nhiệt độ này, môi trường sống của nó mà tại nhiệt độ 30 độ C này thì sẽ được cực kỳ thuận lợi cho con cá rô phi sinh trưởng và phát triển được. Bạn thấy là cái đỉnh đồ thị nó cao nhất, thấy không? À, và người ta gọi đây là điểm cực thuận. Như vậy tóm lại thì không phải là ở nhiệt độ nào con cá rô phi cũng sinh trưởng phát triển được, cũng sinh trưởng phát triển thuận lợi nhất, mà nó chỉ nằm ở trong một cái khoảng nhất định, nơi mà con cá rô phi nó có thể chịu được cái ảnh hưởng của nhiệt độ đến đời sống của nó. Thì người ta gọi đấy gọi là giới hạn sinh thái của cá rô phi đối với nhân tố sinh thái ánh sáng. Vậy thì qua ví dụ này chúng ta có thể rút được kết luận giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định. Bạn nhớ nhé, giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định. Như vậy có nghĩa là 5 đến 42 độ C là giới hạn sinh thái của con cá rô phi. Vậy còn những loài cá khác cũng có phải là nó cũng có giới hạn sinh thái trong cái khoảng nhiệt độ này hay không? Chúng ta phân tích tiếp một cái ví dụ tiếp theo. Rồi, như chúng ta đã nói ha, cái giới hạn sinh thái của cá rô phi là từ 5 đến 42 độ C, thuận lợi nhất là ở 30 độ C, cái khoảng thuận lợi là 20 đến 35 độ C. Rồi, ví dụ như cái loài sinh rồng đi, sinh rồng sa mạc đi. Giới hạn sinh thái của nó đối với nhiệt độ cũng vậy, từ 22 đến 42 độ C. Trong đó cái khoảng thuận lợi, cái điểm thuận lợi nhất là 32 độ C. Như vậy cùng một yếu tố sinh thái đó là nhiệt độ thì các loài sinh vật khác nhau, cùng một loại nhân tố sinh thái đó là nhiệt độ thì các loài sinh vật khác nhau nó sẽ có giới hạn sinh thái khác nhau, đúng không? Rồi quay lại cái vấn đề vừa nãy vừa hỏi các bạn. Vậy thì có phải tất cả các loại cá nó đều có cái giới hạn sinh thái từ 5 đến 42 độ C giống như con cá rô phi hay không? Thì các bạn làm cho cô cái bài tập này một vở nhé. Chúng ta quan sát cái đồ thị nhé. Cái mức sinh trưởng của cá rô phi, cái đường sinh trưởng cá rô phi là màu vàng này, của cá chép là màu xanh. Thì chúng ta sẽ thấy là cá rô phi thì nãy mình phân tích rồi mình không nói nữa. Giờ các bạn thấy cá chép này, điểm đồ thị bắt đầu là 2 độ C và kết thúc là 44 độ C. Như vậy con cá chép này giới hạn sinh thái của nó đối với nhiệt độ là từ 2 đến 44 độ C và điểm cực thuận của nó là 28 độ C. Như vậy nhìn vào cái đồ thị này các bạn trả lời cho cô hai câu hỏi. Thứ nhất, so sánh cá chép với cá rô phi Việt Nam thì loài nào có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng hơn, tức là cái khoảng giới hạn chịu đựng của nó lớn hơn. Từ đó các bạn rút ra kết luận cho cô loài nào có vùng phân bố rộng hơn.
bài tập thứ hai. Các bạn làm cho cô bài tập thứ hai. Các bạn làm cho cô bài tập thứ hai. Đây là một bài tập trong sách giáo khoa của các bạn. Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây gỗ, gỗ mục, gió thổi, cây cỏ, tán lá khô, sâu ăn lá, độ cao su của đất, lượng mưa. Hãy sắp xếp các nhân tố đó vào từng nhóm nhân tố sinh thái. Các bạn nhớ lại nha, nhớ lại cho cô là nhân tố sinh thái gồm có hai nhóm chính, là nhóm nhân tố vô sinh và hữu sinh. Thì các bạn sẽ dựa vào tính chất, phân tích tính chất của từng yếu tố này, các bạn xếp nó vào hai nhóm cho cô. Rồi, sau khi chúng ta tìm hiểu được các khái niệm về môi trường sống, nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái, phân tích các ví dụ để tìm hiểu bài tập. Vậy thì ở đây các bạn sẽ làm cho cô thêm một cái bài tập nhỏ nhỏ nữa. Cái phần này là sẽ điểm cộng nhé. Các bạn sẽ làm cho cô cái thứ nhất. Bây giờ nói về nhân tố vô sinh và hữu sinh ha. Cô có một cái câu đố nhỏ nhỏ, trò chơi cái đố nhỏ nhỏ với các bạn. Vậy thì cái lá cây khi nào nó là nhân tố sinh thái vô sinh, khi nào nó là nhân tố sinh thái hữu sinh? Vậy thì cái lá mục ấy, nó có phải là nhân tố sinh thái vô sinh không, hay nó là nhân tố sinh thái hữu sinh? Đó, đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai, các bạn dựa vào tác động của các nhân tố sinh thái, đặc biệt là giới hạn sinh thái, các bạn cho cô một cái ví dụ là người ta đã ứng dụng giới hạn sinh thái của sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nào đó vào trong thực tế trong nuôi trồng trọt như thế nào để đem lại hiệu quả cao. Các bạn thấy ví dụ như là cá rô phi, cái ví dụ này cô lấy là các bạn không được lấy lại nha. Cá rô phi ở Việt Nam nó sống được trong khoảng từ 5 đến 42 độ C và thuận lợi nhất là 30 độ C. Như vậy thì vùng miền nào là thích hợp để nuôi loại cá này đấy. Thứ hai nữa là người ta sẽ điều chỉnh cái nhiệt độ nước như thế nào để cho con cá này nó sinh trưởng thuận lợi nhất. Ví dụ như thế, các bạn về nhà các bạn sẽ lấy cho cô ví dụ không chỉ ở những loài động vật nuôi mà cả cả cây trồng các bạn nhé. Ví dụ như là biết được cái giới hạn chịu đựng, giới hạn sinh thái cái loại cây trồng nó đối với nhiệt độ. Thì bây giờ vào mùa đông thì người ta phải làm gì để bảo vệ cây? Ở mùa hè người ta phải làm gì để cho cây sinh trưởng tốt hơn? Các bạn làm màu vỡ nhé và sẽ nộp lại qua Zalo cho các cô. Như vậy chúng ta vừa mới tìm hiểu xong ba cái khái niệm rất quan trọng, đó là môi trường sống, nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái. Thì các bạn ngoài làm những bài tập, đây các bạn tham khảo thêm các bài tập trong sách giáo khoa và các bạn sẽ quan sát để ý giùm cô trong cái môi trường sống xung quanh chúng ta, dựa vào những cái hiểu biết và những cái kết quả quan sát được, các bạn hãy quan sát xem là ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm nó ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của sinh vật, ảnh hưởng đến thực vật như thế nào, ảnh hưởng đến động vật như thế nào và ảnh hưởng đến cái mặt nào trong đời sống của nó. Vậy là mọi những thắc mắc gì đó thì các bạn liên hệ với nhóm Zalo của các cô dạy nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn học tập thật tốt. Thân ái, chào tạm biệt.